thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp bất ngờ trúng đậm, tiền đếm mỏi tay, đổi đời sau một đêm, đúng 3 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Như quý vị đã biết, kênh Đạo Sĩ Tử Thông là kênh YouTube chuyên chia sẻ về các video về liên quan đến tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh của 12 con giáp, những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ rất hoan hỷ được chia sẻ tới quý vị, quý anh chị và cô bác về bốn con giáp bất ngờ trúng đậm, tiền đếm mỏi tay, đổi đời sau một đêm, đúng 3 ngày tới, ngày 29, 30 và ngày mùng 1 Tết. Nếu như thời gian trước, bốn con giáp này đã phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, bần hàn, thì thời điểm 3 ngày tới đây là cái thời điểm, là cái cơ hội để bốn con giáp này được sống trong bình an, sung sướng. Chỉ cần chăm chỉ nỗ lực nắm bắt đến cái thời cơ thì bốn con giáp này sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, sẽ phát tài, cơ hội trở thành đại gia trong thời gian tới. Để có được những thành công thì các yếu tố như tài năng, chăm chỉ, nỗ lực là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, đôi khi ấy, trong cuộc đời này cũng cần có một chút gọi là may mắn và cái sự giúp đỡ của những yếu tố xung quanh. Và trước khi đi tìm hiểu về nội dung chi tiết ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ ban biên tập chương trình bằng cách đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng chuông thông báo để đón xem những cái video mới nhất từ Tử Thông. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên ấn vào nút like, chia sẻ đến bạn bè và những người thân để cùng tìm hiểu và nắm bắt lấy cái cơ hội tuyệt vời này. Và ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về nội dung chi tiết. Thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp bất ngờ trúng đậm, tiềm đếm mỏi tay, đổi đời giàu có sau một đêm, đúng 3 ngày tới, 29, 30, ngày mùng 1 Tết. Cái vị trí may mắn đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý trong 3 ngày tới sẽ được nhiều cát tinh đến chiếu mệnh. Miễn là các bạn tin vào cái năng lực của bản thân thì không có gì có thể quật ngã được các bạn trong thời điểm này. Nói chung ấy, ở cái thời điểm này cũng rất tốt cho những việc ký kết hợp đồng và hợp tác làm ăn, tuyển nhân viên mới hoặc là sửa sang lại cửa hàng. Nếu như các bạn đang làm nghề tự do thì các bạn sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối vào những lúc bế tắc nhất trong công việc. Các bạn sẽ cảm thấy là mình sẵn sàng đối diện với bất cứ cái thử thách nào, cho dù cái điều ấy có khiến cho mọi người cảm thấy e ngại, e dè đi chăng nữa. Nhờ cái việc học hỏi không ngừng để nâng tầm cái giá trị của mình lên ấy, thì những người tuổi Tý ngày càng tiến bộ và được nhiều người hỗ trợ. Người làm ăn kinh doanh buôn bán thì sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu. Hơn ai hết, những người tuổi Tý là những người có lộc bề trên ban xuống, không cầu thì vẫn có. Điều này có được là do các bạn suy nghĩ thoáng, không bi quan. Những người tuổi Tý thì hay động viên những người xung quanh. Tuy nhiên, nói chung ấy, trong thời gian này thì bản mệnh nó cũng sẽ gặp cái cục diện là sinh xuất về cái ngũ hành, nên là cũng nhắc nhở những người tuổi Tý hãy chú ý đến cái tình hình sức khỏe của bản thân. Hơn nữa, những người tuổi Tý cũng không nên mải mê với những cái việc mà chủ quan với cái sức khỏe của mình. Trong 3 ngày tới thì có thể sẽ có nguy cơ suy nhược cơ thể, gây ra cái sự mệt mỏi, ốm vặt cho cái bản thân mình. Vậy nên khuyên quý vị và các bạn cũng nên gì điều chỉnh lại cái kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi của mình một cách hợp lý, cân đối một cách khoa học để vừa đảm bảo được cái tiến độ công việc, lại vừa đảm bảo cho cơ thể luôn được khỏe mạnh. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn, cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý trong 3 ngày tới, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những cái xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tý. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị chi tiết về từng người tuổi Tý, xem là tuổi Tý nào là tuổi Tý may mắn nhất trong các tuổi là Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý và Mậu Tý. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới, 29, 30, mùng 1 Tết,
thì cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Tý sẽ gì? Nói chung ấy là có nhiều tin vui đưa tới, những nguồn thu ngoài mong đợi đang đổ về với những người tuổi Canh Tý. Quý vị hãy trân trọng những khoản tiền này và nên để vào cái khoản tiết kiệm, tránh cái việc quá hoang phí. Tuy nhiên, công việc không còn được thú vị như trước. Con giáp này thì thiếu cái động lực khi mà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách là nhàm chán. Thế nhưng nếu như mà gia chủ đặt mình lên trên cái sự ganh đua, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đừng tìm cách trả thù nếu bị ai đó mà hãm hại. Làm như vậy thì các bạn cũng chẳng khác gì họ cả. Về mặt tình cảm, trong cái thời gian này thì những người tuổi Tý nói chung là khá nhạy cảm một chút. Người ấy có thể sẽ gặp những rắc rối liên quan đến tâm trạng cũng không được tốt. Gia chủ hãy cố gắng động viên nửa kia và dành thời gian để hâm nóng lại cái mối quan hệ. Thêm nữa, do ảnh hưởng không tốt của những hung tinh, vậy nên là nó cũng đang gây hại cho cái sức khỏe của những người tuổi Canh Tý. Vậy nên những người tuổi Canh Tý cũng không được chủ quan với các biểu hiện liên quan đến cái tình hình bệnh tật của bản thân. Thời gian này, nếu mà có bệnh thì quý vị cũng nên tập trung vào chữa trị dứt điểm. Và để gia tăng thêm may mắn tài lộc thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Tiếp theo là những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì đây là cái thời điểm mà dự báo những người tuổi Nhâm Tý thì có nhiều cái thông tin thú vị. Hơn nữa, các bạn vốn là những con giáp có sức ảnh hưởng nên là rất nhiều người sẽ muốn sát cánh cùng bên những người tuổi Nhâm Tý, khiến cho họ gì lên đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng mà quý vị hãy chắc chắn rằng quý vị hãy luôn có sự lựa chọn những người bạn đồng hành đúng đắn và hợp lý. Thêm nữa, lại có nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, nó cũng dự báo trong thời gian này những người tuổi Nhâm Tý cũng sẽ có nhiều cơ hội để phát tài phát lộc. Gia chủ hãy vui vẻ đón nhận, dù đó là một cơ hội nhỏ nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể trở thành một cái nguồn thu lớn cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thậm chí, những người tuổi Nhâm Tý còn đủ tiền để trang trải cuộc sống của mình trong một thời gian dài khá là dễ dàng. Tuổi Nhâm Tý có cơ hội tận hưởng được cái hạnh phúc trọn vẹn bên nửa kia của mình trong cái thời gian này. Gia chủ cũng thì có thể cân nhắc một cái chuyến đi du lịch ngắn vào trong cái thời điểm Tết này đấy, để hâm nóng lại cái tình cảm của hai người. Thời gian này cũng phù hợp để gia chủ có thể là sẵn sàng sắp xếp lại cái cuộc sống hiện tại. Nói chung ấy, quý vị sẽ bắt đầu bằng cái việc tối giản hóa hoặc là dọn dẹp cái không gian xung quanh để đón Tết, tạo cảm giác mới mẻ cho những cái ngày khởi đầu mới, để thu hút thêm cái tài lộc, cái may mắn về đến với gia đình nhà mình. Đây cũng là một thời điểm mà những người tuổi Nhâm Tý cần phải chú ý để có được cái tài lộc như ý, hanh thông. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Thưa quý vị, nói chung ấy, thời gian này thì những người tuổi Giáp Tý nên tận hưởng một tuần an nhàn và bình yên hiếm hoi sau những cái ngày lao động khá là vất vả và có nhiều cái biến cố. Dù sẽ có một số cái vụ việc khiến cho gia chủ phải giải quyết, nhưng mà ít nhất ấy, trong thời gian sắp tới thì gia chủ cũng sẽ được thoải mái nghỉ ngơi trong cái không gian yên tĩnh. Tiền bạc nó cũng ghé thăm với những người tuổi Giáp Tý vào trong thời điểm này, khi mà được nhiều cát tinh nó hội họp, nó xoay chiếu, nó cũng mang tới nhiều tin vui về một cái nguồn thu nhập mới, hoặc là khách hàng bỗng gì đặt thêm nhiều hàng hóa. Lúc này đòi hỏi những người tuổi Giáp Tý phải tập trung xử lý đơn hàng, đừng có chủ quan. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Giáp Tý trong thời gian này thì nói chung ấy cũng xảy ra nhiều cái chuyện mâu thuẫn và cũng không được tốt cho lắm. Có thể vì mỗi người đang theo đuổi một cái mục tiêu riêng mà lơ là không chăm sóc tốt cái mối quan hệ của gia đình nhà mình, hoặc là thậm chí là một số cặp đôi do yêu lâu ấy, nên là gì có cảm xúc đã bắt đầu phai nhạt. Tuy nhiên, một số cái sao chủ vị đào hoa chiếu mệnh nó ghé thăm trong thời điểm này cũng sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Tý có nhiều người theo đuổi và cũng có được cái tình cảm mặn nồng hơn với bạn đời của mình. Nói chung ấy, quý vị chỉ cần quan tâm đến nửa kia một chút là có thể có được một cái may mắn và hạnh phúc trọn đời. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc, thì những người tuổi Giáp Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Từ đó cũng sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Đó là những người tuổi Tý, con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới 29, 30 và ngày mùng 1 Tết, 3 ngày cuối tuần ấy, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì có thể
Những người thì tuổi Thìn ấy sẽ được bạn bè, được người thân giới thiệu cho những cái đối tượng khá là triển vọng. Có thể các bạn cũng gì thấy thiện cảm với đối phương ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Vì vậy, quý vị hãy chủ động trò chuyện và giữ liên lạc với người đó. Với những người đã lập gia đình ấy, thì trong thời gian này, bạn và người ấy sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau. Không ai trách móc ai vì những lỗi lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngôi nhà của những người tuổi Thìn ấy sẽ tràn ngập những tiếng cười và niềm vui. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những người tuổi Thìn cũng có nhiều cái điểm sáng bất ngờ. Nói chung ấy, gia chủ sẽ có nhiều lộc ăn uống và hay được người khác cho quà. Cái sự niềm nở và vui tính trong những cái lần hợp tác cũng sẽ khiến cho các bạn ghi điểm trong mắt của khách hàng cũng như là đối tác làm ăn, và mọi việc cũng sẽ được thuận lợi suôn sẻ, có tiền lời tiền lãi đáng kể. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 sẽ có một cái niềm vui về tài lộc bất ngờ được đưa đến cho những người tuổi Thìn. Hoặc là gì? Nó có cơ hội đó có thể đến từ những người quen biết lâu ngày không gặp. Đấy. Quý vị hãy tận dụng ngay cái may mắn này dành cho mình để có thể là gì? Gia tăng thêm cái tài lộc. Bên cạnh đó, lại thêm được nhiều cát tinh nó phù trợ, nó chỉ đường dẫn lối. Con đường sự nghiệp của những người tuổi Thìn cũng được phát triển cực kỳ là hanh thông. Các bạn biết mình cần phải làm điều gì để hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được phân công. Bằng cái kinh nghiệm phong phú của mình ấy, cũng như là cái trải nghiệm trong cuộc đời, cũng khiến cho những người tuổi Thìn không bao giờ phải bối rối dù có phải đối diện với những cái khó khăn cụ thể nào đi chăng nữa. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của những người tuổi Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và Nhâm Thìn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Cuối cùng thì những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cũng sẽ được thở phào nhẹ nhõm trong 3 ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão này. Đó. Khi mà những cái căng thẳng trong cuộc sống đã được qua đi, cái cơ hội tốt có thể xuất hiện từ những cái cuộc gặp gỡ trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Vì vậy, kể cả nếu như mà cái lịch làm việc đã kín, thì quý vị vẫn nên bố trí thời gian để gặp gỡ bạn bè. Thưa quý vị, những cái sự cố ngăn cản các bạn lúc đầu ấy thì cũng không nên là một cái mối bận tâm. Các bạn nên tìm cách gạt bỏ chúng đi để nhận ra những cái cơ hội. Bên cạnh đó, lại được tài tinh nó xuất hiện trong cái thời điểm này, vậy nên nó cũng mang tới cho quý vị bây giờ gì cái vận trình tiền bạc nó được gì tốt lành hơn. Cái thái độ tiêu cực của những người tuổi Giáp Thìn trong thời gian này trong chuyện tình cảm đôi khi cũng khó thoát khỏi những cái vấn đề hiện tại. Trong thời gian này thì cái mối quan hệ giữa những người tuổi Thìn với bạn đời của mình thì đôi khi cũng sẽ gặp cảm thấy là gì có những cái khó khăn, có những cái trắc trở nhất định, và đôi bên thì khó hòa thuận và chưa thực sự là hiểu rõ đối phương. Bên cạnh đó, do cái tôi cá nhân quá cao đôi khi ấy, cũng sẽ khiến cho cái mối quan hệ nó đi vào cái bế tắc. Vì vậy, quý vị cũng đừng để những cái ảnh hưởng xấu ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người tuổi Giáp Thìn trong thời gian này. Quý vị hãy luôn tìm ra những cái động lực để phấn đấu và đặt mình vào vị trí của nửa kia để mà nhìn nhận suy nghĩ. Từ đó sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Thìn có được cuộc sống bình an, may mắn và hạnh phúc hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì cái vận trình của những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hứa hẹn mang tới những cái thành công bất chấp mọi trở ngại nhờ vào cái sự cầu tiến của con giáp tuổi này. Cái điều này thì có nghĩa là lúc đầu các bạn có thể gặp phải những khó khăn nhưng mà sẽ vượt qua và kiên định với con đường đã chọn. Trong 3 ngày tốt lành tới đây ấy, thì các mối quan hệ xã giao và tình cảm của những người tuổi Bính Thìn cũng được gì thuận lợi và hanh thông. Trong thời gian này thì những người tuổi Bính Thìn ấy, gặp gỡ được những người đồng nghiệp, gặp gỡ được với lại những cơ hội làm ăn. Đấy. Bên cạnh đó lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ nên cuộc sống của bản mệnh cũng sẽ được thuận lợi hanh thông hơn. Thời gian này hanh thông thuận lợi, thậm chí là sẽ có một số cái khó khăn trước đây cũng sẽ được giải quyết. Nhiều cái việc mà trong thời gian trước những người tuổi Bính Thìn chưa hề dám làm thì đây cũng là cái thời gian tốt để quý vị thực hiện cái điều này. Thêm nữa, lại được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên trong 3 ngày tới. Vậy nên bản mệnh nên hành động ngay lập tức để gia tăng thêm cái vận trình tiền bạc, tài lộc cho mình. Quý vị cần phải hành động ngay vào cái thời điểm này vì khó khăn sẽ lần lượt xuất hiện trong những thời gian tiếp đó.
Lúc đó thì quý vị cũng phần cần phải ưu tiên những cái giải pháp an toàn, không nên liều lĩnh kẻo lại lãnh cái hậu quả. Đó. Và trong thời gian này để thu hút cái tài lộc ấy, thì những người tuổi Bính Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học thì trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 những người tuổi Mậu Thìn đã lấy lại được cái sự cân bằng để có thể phân định rõ ràng cái vai trò của bản thân trong công việc. Các bạn không còn bị những cái cơn giận nó lôi kéo, nhờ đó mà đánh giá vấn đề khách quan hơn. Các bạn cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Thêm nữa, tài lộc của những người tuổi Mậu Thìn trong thời gian này cũng đã dồi dào hơn khi mà các bạn đã kiên nhẫn trong cái việc kiếm tiền. Lại có sự trợ giúp của quý nhân, nó nâng đỡ, nên nhiều người sẽ được tìm kiếm được cái mối hợp tác làm ăn lớn, rất có lợi. Tin vui về mặt tài lộc tiền bạc cũng sẽ đến với những người tuổi Mậu Thìn trong 3 ngày tới đây. Thì nhìn chung ấy, cái vận trình tài chính được khởi sắc hơn trước rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái thị phi nó cũng khiến cho những người tuổi Thìn lại có cảm giác là chao đảo vào cái thời gian trước đó, thậm chí là vài ngày sau đó đấy. Khó khăn vẫn có thể là sẽ khiến cho các bạn tưởng rằng mình không thể thoát ra khỏi cái tình trạng này. May mắn là trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì tình hình nó đã khá là sáng sủa, các bạn đã bớt lo lắng hơn. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm của những người tuổi Mậu Thìn ấy, thì không gặp được nhiều cái thuận lợi cho lắm. Nếu như các bạn không có nguyên tắc riêng và thường xuyên chiều theo mong muốn của một số người nhất định ấy, thì quý vị sẽ không thể nào mà khá lên được. Vì vậy quý vị hãy thể hiện cái mong muốn của mình trong một cái vấn đề để giảm bớt đi cái sự nhạt nhẽo hay là nhàm chán trong tình cảm. Và trong thời gian này để thu hút cái may mắn, thu hút cái tài lộc, thì những người tuổi Mậu Thìn quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Đó. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7, tức là ngày 29, 30, ngày mùng 1 Tết. Đó. Quý vị thân mến, con giáp may mắn thứ ba trong thời gian này mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, vị trí may mắn thứ ba xin được chúc mừng những con giáp tuổi Tỵ. Nói chung với những người tuổi Tỵ là con giáp may mắn trong 3 ngày tới. Những người tuổi Tỵ thì tự tin đối diện với những thách thức. Các bạn hãy tin rằng đây chính là cái cơ hội để mình rèn luyện bản thân, khẳng định cái bản lĩnh và đạt được cái sự đánh giá cao trong cái công việc. Với những người làm kinh tế thì thời gian này cũng là cái thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác. Nếu mà đã hiểu rõ và tin tưởng vào đối phương thì quý vị đừng tiếp tục chần chừ, càng sớm hợp tác thì các bạn lại càng thu về cho mình nhiều cái lợi nhuận. Đấy. Đáng mừng hơn, trên phương diện tình cảm của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng có những cái chuyển biến theo cái chiều hướng tích cực. Các bạn đã chủ động hơn trong cái việc thể hiện cái cảm xúc của mình với nửa kia. Nhờ vậy mà quan hệ giữa đôi bên thì cũng trở nên gần gũi hơn và nồng nhiệt hơn trước rất là nhiều. Trong khi đó, những người độc thân thì có thể bất ngờ nhận được cái lời mời, những lời bày tỏ của một người nào đó. Dù hơi bất ngờ một chút, song những người tuổi Tỵ có thể suy nghĩ đến cái việc tìm hiểu kỹ hơn về đối phương. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ về cái vận trình cụ thể, tử vi chi tiết của từng người tuổi Tỵ trên các phương diện. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới, cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ấy, nói chung ấy, được dự báo là có nhiều cái khởi sắc rực rỡ nhờ rất nhiều cái cát tinh nó hội tụ. Trong những ngày này ấy, thì bản mệnh đã được quý nhân che chở giúp đỡ, các kế hoạch được tiến hành nói chung là sớm hơn thời gian dự định ban đầu. Tốc độ cũng nhanh hơn, chất lượng thì vẫn được đảm bảo ổn thỏa cả về tài chính. Nói chung ấy, cái khoản thu nhập của những người tuổi Ất Tỵ trong thời gian này cũng có đều đặn. Vậy nên quý vị có thể yên tâm hơn rất nhiều. Dù là người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì cũng đều thấy hài lòng với những cái gì mà mình đạt được trong hiện tại. Cái khoảng thời gian 3 ngày tới rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài mua bán, đấy, trao đổi
nhờ vào cái tài tinh chiếu mệnh, các bạn có thể là cân nhắc các yếu tố này. Nhân cơ hội này thì những người tuổi Ất Tỵ hãy gì, nói chung ấy, có thể là mạnh dạn đẩy nhanh những cái dự định trong tương lai của mình. Nền tảng đã có sẵn, nếu mà còn chần chừ, còn do dự thì các bạn có thể để lỡ mất cơ hội tốt đến với mình. Tuy ban đầu vẫn sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung ấy, thì mọi thứ diễn ra đều được tốt lành, hanh thông, miễn là các bạn đủ kiên nhẫn và nghiêm túc. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm cũng có nhiều cái dấu hiệu tích cực, được cát tinh soi chiếu, thần may mắn ở bên cạnh. Nên là những người tuổi Ất Tỵ nói chung ấy thì cũng có nhiều cái may mắn đến với mình. Có thể là do có nhiều sự lựa chọn nên mà gia chủ đôi khi vẫn chưa xác định rõ ràng ai mới thực sự là người khiến cho trái tim mình rung động. Quý vị hãy để cho bản thân mình có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn. Bên cạnh đó thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ, từ đó sẽ giúp cho các cặp đôi có được những cái may mắn tài lộc nhất định, và cuộc sống sẽ được bình an, may mắn, tài lộc sẽ được dồi dào hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Đinh Tỵ có một thời điểm làm việc khá là năng động, khi mà gì có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh ở cái thời điểm này. Nói chung ấy, cát tinh nó sẽ mang đến cho bản mệnh một cái nguồn năng lượng khá lớn để các bạn có thêm cái sự chủ động và có cả sự chịu trách nhiệm với những cái nhiệm vụ mà bản thân đang theo đuổi. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những người tuổi Đinh Tỵ 1977 có phần hanh thông suôn sẻ một cách bất ngờ ở cái thời điểm 3 ngày tới đây. Đó. Khi mà được cả chính tài và cái thiên tài nó hỗ trợ, vậy nên cái vận khí lên cao cũng là lúc những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nên tiến hành các hoạt động đầu tư, khai trương mở cửa hàng và hoặc là gì mở rộng thị trường. Quý vị cũng nên tranh thủ những cái lúc may mắn nó đang đồng hành để làm những cái điều mà mình muốn. Tuy đôi lúc các bạn cũng sẽ có cảm giác là làm mãi không hết việc, nhưng mà cái thành quả nhận được lại vô cùng là xứng đáng. Bên cạnh đó thì bất cứ cái thời điểm nào các bạn cũng nên chú tâm vào cái công việc của mình. Những cái kẻ tiểu nhân vẫn đang bày mưu tính kế để tìm cách cản trở. Chỉ cần các bạn lơ là một chút thì sẽ dễ mắc những cái sai lầm, tạo cái cớ cho những kẻ xấu vin vào đó để làm các bạn mất uy tín. Đấy. Thì đây cũng là cái khoảng thời gian mà tình yêu đôi lứa được hưởng trọn vẹn cái cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn. Cả hai luôn cố gắng dành cho nhau những cái điều tốt đẹp nhất, nên là cái mối quan hệ thì ngày càng bền vững hơn. Bên cạnh đó, cái mối quan hệ bạn bè hiện tại cũng có thể nhanh chóng tiến triển tốt đẹp. Những cái cơ hội làm ăn, kinh doanh cũng sẽ dần dần mở ra, khiến cho những người tuổi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ấy, nói chung ấy, cũng sẽ có được nhiều cái may mắn và thu hút được nhiều cái tài lộc hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Đinh Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Quý vị thân mến, những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 thì được các cát tinh hội họp chiếu mệnh. Đây cũng được coi là 3 ngày suôn sẻ với những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Con giáp này vượng vận quý nhân, làm gì, đi đâu thì cũng có người giúp đỡ một cách nhiệt tình. Bản mệnh tràn đầy sự tự tin bên trong con người và luôn toát ra một cái nguồn năng lượng vô cùng là dồi dào. Nhờ thế mà cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Tỵ cũng được khởi sắc hơn. Mọi sự diễn ra hanh thông, trôi chảy. Tuy nhiên, gia chủ vẫn nên tự nỗ lực chứ đừng chỉ dựa vào cái may mắn. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải lưu ý về cái vận trình đôi khi ấy, nó bị giảm sút đấy. Có thể sẽ có một vài cái rắc rối nó xảy ra mà bản thân con giáp này không thể lường trước được. Nguyên nhân một phần là do bản mệnh có phần chủ quan và thiếu tập trung nên dễ mắc những sai sót trong công việc. Cái tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Tỵ cũng nên để chú ý quan sát, tìm hiểu kỹ mọi khía cạnh trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Từ đó sẽ giúp hóa giải được mọi khó khăn vướng mắc, giúp các phương diện, đặc biệt là cái phương diện tài lộc ấy, được hanh thông, thuận lợi, dồi dào. Cũng trong 3 ngày tới đây thì cái vận tài lộc của những người tuổi Kỷ Tỵ cũng được khởi sắc, thu nhập chính và cái thu nhập phụ thì đều gia tăng đáng kể nhờ có gì tài tinh nó chiếu mệnh. Thậm chí những người tuổi Kỷ Tỵ 1989 còn được gì gặp những cái cơ hội phát tài ngoài cái sức mong đợi. Tuy nhiên quý vị thể thật mạnh dạn để nắm bắt lấy cái cơ hội chứ đừng để cái vận may nó đến tay rồi nó lại vụt bay mất. Bên cạnh đó,
Cái chuyện tình cảm của những người tuổi Kỷ Tỵ thì không có nhiều thay đổi. Những người độc thân thì vẫn chưa kết thúc được cái tình trạng hiện tại. Có lẽ các bạn cần có thêm thời gian nữa thì mới có được cái tình yêu đích thực. Trong khi đó, các cặp đôi thì sẽ cần dành thêm thời gian ở bên nhau thì cái mối quan hệ mới có thể là gì được bền vững. Thay vì mệnh ai nấy sống như hiện tại thì quý vị nên gì thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho mình trong 3 ngày tới. Vậy nên để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong những người tuổi Tỵ đúng không ạ? Là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất trong 3 ngày tới sẽ mang đến cho những người tuổi Tuất rất nhiều cái may mắn. Thời điểm này sẽ là một cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp đối với những người tuổi Tuất. Nếu chờ đợi cái vận may về cái tài lộc trong 3 ngày này thì mong ước của các bạn sẽ sớm được thành hiện thực. Bên cạnh đó, cái tài khí nó cũng đang trên đà vượng pháp phát triển, nên là những người tuổi Tuất sẽ thu về được không ít cái tiền từ cái việc ngoại giao xử lý những lùm xùm rắc rối với khách hàng một cách cực kỳ khéo léo. Bên cạnh đó, những người kinh doanh thì được khách hàng thương nên là doanh số cũng khá là tốt hơn hẳn so với cái thời gian trước đó. Thêm nữa, lại được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Tuất nói chung ấy, sẽ gặp may mắn trong công việc và mọi thứ nó trở nên nổi trội ở một số cái lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn gặp không ít những chông gai nó cản trở trên con đường tương lai. Nhưng mà thật may mắn là những người tuổi Tuất vẫn chỉ sẽ luôn luôn lạc quan và không ngừng lùi bước. Bên cạnh đó, cái sự nghiệp của những người tuổi Tuất càng về sau ấy thì sẽ càng được thuận lợi hanh thông, đặc biệt là trong 3 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 này. Sự nghiệp của các bạn trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì sẽ được càng ổn định. Những người tuổi Tuất sẽ có khả năng làm chủ cái tình hình trong cuộc họp ấy, với kỹ năng chuyên môn và xuất sắc của mình ấy, thì quý vị cũng sẽ gì làm chủ cuộc chơi. Không những vậy, các bạn còn có thể đưa ra được một cái bản báo cáo sáng chói. Điều này sẽ gây được ấn tượng tốt với đồng nghiệp, với mọi người và với sếp. Trong thời gian này thì cái cuộc sống của các bạn sẽ trở nên gì tốt đẹp hơn. Đồng nghiệp và sếp thì cũng sẽ gì nói chung có cái nhìn tích cực hơn đối với những người tuổi Tuất trong thời gian này. Thành tích trong 3 ngày tới sẽ có những cái bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những cái nhiệm vụ quan trọng được giao. Nhìn chung ấy, thời điểm này là cái thời điểm tốt để cho những người tuổi Tuất đạt được cái sự giàu có và đột phá trong cái sự nghiệp. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét về vận trình chi tiết của từng tuổi Tuất. Để đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới đây thì nhìn chung là cái khoảng thời gian khá thuận lợi hanh thông với những người tuổi Canh Tuất. Dù không phải là cái điều gì cũng đến với bạn một cách dễ dàng, cấp trên có thể giao cho bạn những nhiệm vụ khó khăn, xong nếu các bạn tập trung hoàn thành thì đó sẽ có thể trở thành một cái cơ hội để các bạn thăng tiến trong cuộc sống và có nhiều cái cơ hội để phát tài. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc thì cũng có những cái tiến triển khả quan. Sự xuất hiện của các quý nhân cũng sẽ giúp cho những người tuổi Canh Tuất gặt hái được nhiều cái niềm vui bất ngờ về cái mặt tiền bạc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng tìm ra cái hướng đi mới nên là cũng sẽ nhanh chóng vượt lên trên đối thủ. Dù hơi vất vả một chút, song các bạn có thể nhận thấy rằng mọi sự cố gắng của mình thì đều được đền đáp một cách xứng đáng. Các bạn sẽ thu được tiền về đầy túi. Thêm nữa, lại được cát tinh đào hoa nó chiếu mệnh, nên là những người tuổi Canh Tuất trong thời gian này cũng vượng nhân duyên. Những người mà còn độc thân ấy thì cũng có gì vận trình được nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nếu muốn tìm được cái người phù hợp thì gia chủ cũng nên chủ động hơn. Tin rằng với cái tính cách thú vị của mình thì những người tuổi Canh Tuất 1970 có thể thu hút được rất nhiều cái đối tượng khác giới. Với những người đã lập gia đình thì mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn thời gian trước đó. Dù đôi khi vẫn khó tránh khỏi những cái mâu thuẫn, những cái xung khắc, nhưng thông qua những cái mâu thuẫn ấy thì đôi bên đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn của mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thưa quý vị, những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Nhâm Tuất sẽ nhận được khá nhiều cái sự ưu ái của lãnh đạo đấy, trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý của mình, biến mình thành cái gai trong mắt của những người khác. Trong thời gian này thì cũng khuyên bản mệnh nên biết lắng nghe những cái ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Điều đó sẽ giúp cho quý vị tuổi Nhâm Tuất đón nhận được nhiều niềm vui trong 3 ngày tới. Bên cạnh đó, phương diện tài chính thì có thể đạt được những cái thành tựu lớn trong thời điểm này. Nói chung ấy, các bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ được thu về được cái lợi nhuận bấy nhiêu. Trong thời gian này, những người làm ăn kinh doanh có thể nhận được cái sự tin cậy của khách hàng, nên là đơn hàng lúc nào cũng về một cách tấp nập. Vì vậy, quý vị hãy tận dụng cái thời điểm vàng để mang về cho mình thật nhiều cái tài lộc, thật nhiều cái may mắn. Thì ngoài ra, một số cát tinh nó soi chiếu, nó cũng cho thấy là trong 3 ngày tới, cái việc kiếm tiền và làm giàu, cũng như là danh tiếng của những người tuổi Nhâm Tuất cũng sẽ được gì nâng lên một cái tầm cao mới. Vì thế, quý vị đừng ngại gian khổ, đừng ngại khó khăn nhất thời. Nếu muốn hướng đến một cái tương lai tươi sáng, thì quý vị hãy gì tích cực lên. Kết quả các bạn thu về cũng được, cũng sẽ không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm thì của những người tuổi Nhâm Tuất cũng khá là bình ổn. Nếu có thời gian rảnh thì gia chủ cũng nên ở bên cạnh người ấy nhiều hơn. Hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những cái việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng sẽ giúp cho cái tình cảm thêm phần được gắn kết. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm may mắn thì quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Một vài cái khó khăn nó có thể xuất hiện trong 3 ngày tới với những người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho tuổi này phát huy cái thực lực và gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Các bạn sẽ khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng cái con mắt khác xưa vì cái cách giải quyết vấn đề một cách nhạy bén. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc thì có cái nhiều cái dấu hiệu khởi sắc. Nói chung ấy, ngay từ những ngày đầu tiên thì công sức các bạn bỏ ra từ trước đến giờ cũng đã được gì đền đáp xứng đáng. Túi tiền rủng rỉnh giúp cho những người tuổi Giáp Tuất có thêm cái động lực để tiếp tục cố gắng, không vội bằng lòng với cái những gì hiện tại mình đang có. Thêm nữa, trong thời gian này cũng được cát tinh soi chiếu, vậy nên ấy, những người tuổi Giáp Tuất, đặc biệt là những người độc thân ấy, sẽ có một cái nhân duyên cũng khá là vượng. Chỉ cần các bạn mong muốn đến với ai thì cái việc đó sẽ trở thành hiện thực, nó không quá khó khăn. Quý vị hãy chú ý đến những người xung quanh đang dành cho mình những cái sự tán thưởng. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm thì nói chung cũng khá chân thành với những người đã có đôi có cặp, thì các bạn nhận ra nhiều cái ưu điểm của người ấy và cái điều đó cũng khiến cho các bạn và đối phương ấy sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Cái mối quan hệ của hai người ngày càng ấm áp, ngọt ngào, khiến cho nhiều người cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị. Đó là những người tuổi Tuất, con giáp may mắn thứ tư. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới. Thứ 5, thứ 6, thứ 7. Và trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 4 con giáp vận khí hanh thông, tiền bạc dồi dào, lộc tài, thăng tiến. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Thìn, 3 tuổi Tỵ và 4 là tuổi Tuất. Đây là những con giáp dễ có cơ hội giàu sang phú quý, tiền bạc ùn ùn kéo đến trong 3 ngày tới 29, 30 ngày mùng 1 Tết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.